cái áo mình bận nó bị tiệt với lại cái này. Đây là áo gì? Hello, xin chào mọi người. Hẳn một người xem. Hello Văn Nguyễn, lâu lắm không gặp em. Hello bé Chi. Hello Nguyễn Đình Lưu. Hello Nhi Nhi. Hello Huỳnh Văn Thái. Số điện thoại, số điện thoại. Hello Nguyễn Khôi. Hello mọi người. Mai nó ra chỗ khác đi Mai. Mọi người nhớ like và chia sẻ livestream cho thầy nha. Rất là kinh. Em đặt cái đấy lên. Ờ, em đặt cái đấy lên. Cái đó là gì này? Cái hộp trong nhà nó rồi. Ok chứ, nó kinh lắm. Đó. Hạ xuống đi. Ok. Ok chưa? Chắc chưa? Hello Minh Anh, hello Phương Lý Hoàng. Hello mọi người. À, ấy nhưng mà sao không nha, rất kiểu nó là em dùng cái điện thoại lên xem đi. Ok, chứ đừng trên xem trên máy anh hiểu không? Ok. Hi Mary, hi long time no see. Hi guys. So yeah, it's so like it's a long time we come back in the our live stream. So we talk about like a new movie or sit down right there. Because your face sign phải là right. Ở thế cái nói chuyện tiếng Anh sang bên này luôn. Hi guys. Anh chị màu đen, chị màu đen, chị ngồi giữa đi. Sao vậy? Chị ngồi giữa đi, kiểu chị sẽ là tâm điểm á. Thôi không cần đâu. Chị kia là ngồi trong. So, em xem chưa, em start được chưa? Cái gì mà quảng cáo quá trời vậy? Cái gì? Báo bên bà Đức Duyên nó về phim mới. Ồ, chưa? Không có tối lắm hả? Ủa, không có sao mà lúc đấy là chuẩn bị viết xong caption là dạ. Cái điện thoại của bác Vinh nó hại quá, mọi người nhìn tụi mình như cứ bị đấy mà ok đúng không, trên hình ok mà ok á, như vừa rồi là ok rồi mà tự nhiên các bạn chỉnh lại đèn á. So yeah, hôm nay chúng mình sẽ lại có mặt ở đây, đó chính là bác Vinh, Đức Duy với cả Trang Minh. Em ngồi luôn sang đây cho Trang ngồi với. Ok. Xì rồi. Cứ vẻ là căn nhà này là hát gì? Chắc là lông mèo á. Lông mèo. Hai Trang kìa, chị Phương Ly chào chị kìa. Ủa, chị Phương Ly hả? Phương Ly Hoàng. Không, chưa chắc là... Chào Phương Ly nha. Em... Ờ, hôm nay trên... Ủa, Trang Minh cũng quay lại luôn. Hôm nay trên... trên tab cộng đồng của Ohio Community có đăng một bức hình mới, mọi người đã xem chưa? Dạ. Yeah. Mọi người chạy qua mọi người xem xong rồi quay về đây mọi người nói chuyện với tôi tiếp. Dạ. Yeah. Và trên trang fanpage của Ohio Production cũng có đăng nha mọi người. Không biết là mọi người đã thấy cái gì chưa? Comment điên đảo cho tôi. Trước khi đó là mọi người phải share livestream cho tôi nha. Tiết lộ rất là đẹp trai nha mọi người. Mọi người ra sân ngay. Mọi người ơi, đây là con gái của Duy nha mọi người. Ủa? Con gái chị? Không. Con gái chị? Không, gái em. Ủa? Gái em gì? Gái chị? Gái em. Gái chị? Gái em. Ủa alo? Gái chị nè. Không, đâu, đâu. Chắc nó buồn quá kìa, sao nói nó thế? Không á. Để ông nhận đi. Không. Rồi mọi người. Sao giờ này? Quay. Hello Văn Nguyễn, hello từ nơi chính hóa ra nửa phụ Nam Mỹ. Sao mọi người chưa gì đã đoán đồ ra hay à? Thì ai đoán đâu, người ta đang nói trên cái livestream này. Người ta đang nói trên cái livestream này nè. Thế cho mình ngồi giữa mọi người, mình không cam tâm. Thì chị vô chị ngồi giữa đi, nãy chị vô ngồi giữa rồi. Ngồi giữa chị là chị hôm nay không? No, in the middle. In the nói chuyện là cứ đưa cái bộ móng này rất là Bộ móng xịn như lần đầu tiên nha, lần đầu tiên thấy Trang Minh có một bộ móng đàng hoàng. Ấy. Lần đầu tiên luôn. Nhìn cái này không ai biết móng giả luôn á chị. Nhìn nó nhìn nó thật quá, nhìn nó thật quá ha. Mà trong suốt như này mình thấy giống móng giả chứ. Dạ. Móng thật nó phải đục đục như này chứ. Không nhưng đúng mà không? Đẹp nha mọi người, cái bộ nail này 50. Ở chợ Kim Biên nha, móng ướp.
Ủa alo. Này là chỗ anh chị chạy đúng lại. Không? Cho nói lại đoạn cuối. Cái là cái bộ anh chị chạy đúng cái chỗ anh chị chạy đúng không? Thì mua dinh sắp rồi chị chích cái danh sách thì dán lên. Thì hôm nay là mình quay trở lại với cái live stream ngày hôm nay cái gì đây? Ủa con gái nó nhớ cha à? Hôm nay trong cái quay trở lại cái live stream ngày hôm nay thì bọn mình sẽ nói một chút về phim mới. Dạ. Thì là sau rất nhiều những cái nói một chút về phim mới rồi hôm nay chúng ta đã có một cái tín hiệu đầu tiên dành cho các bạn khán giả. Sao tắt đi đây? À, anh tắt cái gì? Mọi người đang xem cái bức hình chưa? Bây giờ có ai chưa xem thì mọi người chạy ra mọi người xem khoảng 50 giây cho mọi người đi ra khỏi cái live stream và xem 5 giây mọi người quay lại đây. Trên cộng đồng đúng không? Đúng rồi, up trên cộng đồng. Nó trên cái tab cộng đồng của Moha Production này. Phát súng đầu tiên Mr. Cinderella lọ lem biến thành hoàng tử rồi và cảm thích lọ lem hay thương thôi. Nói chung là chúng ta chỉ nói được bức đấy thôi chứ không nói được gì thêm nữa. Xin lỗi mọi người. Này, của em đây, bạn đọc đi. Các bạn đó phải nói cái gì á? Đây nè. It's been months since I saw three of you together. Yeah. Yes, so long time, right? So long time ago. Đáng ra là từ okay. Actually he has Davin and Sam is like often to live stream on O2 Production. So today we have Chami here. Yeah. I'm come back. He speak tiếng Anh như gió, chỉ nào khó thì speak tiếng Việt. Chim chim tiếng Anh. Em đừng có cười theo nó nghĩ nó hài hước đấy em. Vì vui mọi người, vui đúng không? Vui thì mọi người hãy comment điên đảo và cái post mới của O2 Production trên community nhớ mọi người. Mọi người đã enjoy the moment mới up ở trên YouTube chưa? Trên YouTube chưa? Dạ. Bên fanpage cũng có up cho mọi người. Thì mọi người đoán xem Trang Minh sẽ làm gì trong cái phim này. Chứ là chỉ cần bật mí một chút xíu thế thôi. Đó, ý là sẽ có Trang Minh xuất hiện. Làm tình làm tội trong cái phim này. Đúng. Ở một cái thì ở cái phút thứ 18 của mọi người thì Trang Minh sẽ ngồi ở một cái góc bên cạnh vỉa hè để uống trà đá nha mọi người. Uống trà đá cái dưỡng rồi đi. Không, gặp ướm cho cái mình như thế này, mặt mình như thế này không thể nào mà chỉ xuất hiện phút thứ 18 đâu mọi người. Không uống nước bình thường đâu mà mớm cho người ta uống. Cái gì? Mớm cho người ta uống. Đúng. Sao có cái vai gì kỳ á? Có chị ơi, đúng rồi chị đó. Mà nhớ cho cảnh mớm đó, cảnh một cách rất mớm một cách đặc biệt. Ờ, cả một ly nước chị uống vào rồi chị làm cái gì đó chị nhớ không? Nhưng mà thế thôi nhá, nói thế thôi nhá. Ừ. Lông mi rất cong, lông mi mà 90 độ luôn. Lông mi mà nó chỉ như thế này luôn. Đâu, cái lông mi của chị em thấy nó dính vô cái dính lông mày luôn. Cái lông mi cong đi cho ngoài đi. Ê, khoe mà. Trang Minh đóng vai bà phù thủy. Vào giữa đi. Rất là cong đúng không? I'm Brazil, you are very beautiful. Thank you. No, I'm not beautiful. I'm just like ugly. You know what? Ugly start with you. Xin vô. You please. Dung không, you just like a monkey. So gorgeous, fabulous. Vô danh đã awesome. Comment là anh ở giữa comment cười đẹp phết kìa. Bảo cơ bà cười đẹp á. Anh ở giữa cười anh đẹp. Anh ở giữa kìa. Anh tóc dài. Anh tóc dài. Ôi Trang đóng xong mà không nhớ luôn cảnh nào luôn. Của mọi người thật giả sự giả vờ đấy, giả vờ đấy. Thật sự là dạo này mình cảm thấy rất là bối rối vì một chuyện đó mọi người. Bởi vì là vào đây cũng được hơn một năm rồi. Nhưng mà bây giờ mình trở thành thằng đàn ông. Đàn ông. Không coi cha là con trai luôn. Không có coi mình là con trai luôn. Trần Vũ Đức Duy thay áo trước mặt luôn. Đâu. Tất cả mọi người thôi chứ đừng nói Trần Vũ Đức Duy. Đâu đừng nói vậy mọi người. Hôm bữa quản lý của mình nói là cái hôm mà mình mặc váy mình chụp ảnh ấy. Thì hôm đấy ông nhận xét tôi là chỉ có lúc tôi mặc váy thì ông mới biết cái sự nữ tính của tôi. Ngoài ra ông nghĩ tôi là thằng con trai á mọi người. Không phải anh Hậu cũng có nói là đây sẽ là... À hôm nay tôi mặc váy luôn mà không ai quan tâm luôn mọi người. Hôm nay mặc váy này là cái neo này. Đấy là tóc cái neo này. Nè. Lông mi như thế này nè. Mà ai quá cố gắng chứng minh mình là con gái. Đây nha mọi người, cái phân đoạn mà Trang Minh đóng ở trong ê. Phân... Ủa kì vậy? Kì vậy? Ủa gì kì vậy? Món này quay mũi hay sao? Ủa? Sao biết hay vậy? Đây là một tình tiết mà sẽ có trong phim đó là ủa? Trang Minh mọi người bây giờ nhìn cái bộ nail đi thì mọi người sẽ đoán cái nghề nghiệp của Trang Minh ở trong cái phim này. Sao đây là thứ làm nail dù à vui xui tình tiền hả tình không ý là tao không ý em là nhìn cái bộ móng này thì mọi người sẽ đoán được cái vai và cái vị trí của quan Trang Minh rất là quan trọng ở trong đoàn phim và trong cái bộ phim lần này đó chính là nghề nghiệp của Trang Minh thì nói vậy chắc mọi người cũng hiểu rồi đúng không? Nghề nghiệp là dùng món này.
Không, ý là nhìn cái bộ nail chứ không có nhìn ngón tay. Ý là bà đi làm móng nó nói vậy. Chân gà, chân gà, bà ra chân gà đi, cái này nè. Đây cái này. Đâu, xoay ngang ta. Yeah, cái chân gà đó. Yeah, đọc comment mọi người đi kìa. Đúng rồi mọi người, Trang bên giải gái đó. Bây giờ thì... Hi, I'm from the Philippines. Hi Philippines. Hi Philippines. Hello, one girl from Philippines. Like, yeah. Hi Kita. Hi Kita. Hi Kita. And you know, hi Kita. Đây, she's not a girl. She is a boy. Oh so, my God. Bây giờ chị nói cái tên thiệt của chị lúc trước khi Hi, I'm from Indian. Cái tên thiệt của chị lúc mà chị ở nhà. Chí Hùng phải không? Chí Hùng. Nghĩa, tên là Nghĩa. Hồi đã tạo DJ mày ở trên sóng live stream này tin không? Em xin lỗi chị Trang. Không, em xin lỗi chị Trang. Hồi đã tạo có bồn bóng. Hồi đã tạo DJ mày. Dạ mọi người, trong phim thì Giang Minh thật sự là khóa hơn là một nhân vật khác. Đó là anh Nghĩa đi làm móng. Hi, I'm from Indian. India. Anita, after the long time seeing both of you, any project are you doing? Are we waiting for a new series with you on the back for the future project both of you? Thank you. Thank you. Yeah. Actually, we had the new project. It's named Meet the Cinderella. The trailer will release in 22 November and like yeah. And episode 1 will release in 28 yes. November too. So wait to see ya. Yeah, we have okay. One spotter in community meeting. You bought spotter. You bought them. And you can see it in fanpage. Yeah, fanpage. We okay. had just bought a new picture yeah. in top community. So luôn à? Yes. Ủa này up rồi mà. Yeah, up rồi. Yeah. So like and comment for us. Yes. This is a new production. Wow, yeah. Looks so clearly. I can't see anything. Oh, okay. Ấy là mình nói tiếng Việt đi chứ. Không, cái này mình giới thiệu cho các bạn nước ngoài. We will enjoy the live stream and if you have any question, please write below. Thank you. Ok yeah. Thì cho em xin lời chúc sức khỏe đi, em đi cách ly được một tuần rồi. Ôi. Phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha em ơi. Tuy là mọi người đã được tiêm vaccine rồi, đã có cái miễn dịch cộng đồng rồi, nhưng mà anh nghĩ là mọi người vẫn nên protect bản thân mình. Đúng rồi, không được chủ quan nên bảo vệ bản thân. Protect thích protect bản thân mình không? Protect. Không, thích protect không? I không thích protect. Oh no, I thích protect. Ấy là nên bảo vệ bản thân mình nha mọi người. Mọi chuyện đơn giản vậy. Nhưng mà Trang make it complicated quá. Dạ. Yeah. Xin lỗi mọi người mình sẽ cố gắng enjoy this live stream. Nói chung là hoạt activity. Activity. Mia, ok. Hello Diễm Thảo. Nói chung là Mia ơi, Mia giữ gìn sức khỏe nha Mia. Cinderella Prince, he's so cute. Thank you. Nhưng mà nói chung là mọi thứ ok đúng không Mia? Comment biết một câu cho anh biết này. Anh vẫn thấy không? Chào Diễm Thảo nhá, lâu lắm không gặp. Dạ, cố gắng nha em ơi. I'm not a prince, I'm không a boy. Như là nghe nói là khi mà bị nhiễm bệnh thì uống nước dừa rất là tốt không? Uống nước dừa tốt không? Thấy nói là vitamin C. Vitamin C với là uống nước dừa tốt. Tại vì em nhớ là mấy người bạn của em bị nhiễm, họ kêu là uống nước dừa rất là tốt. Thì em hay uống coconut nhiều vô nha em. Nhưng mà là trong khu cách ly là bị nhiễm chưa hay là chỉ là được khu cách ly tập trung? Là nhiễm rồi chứ. Ấy là nhiễm rồi, là đi cách ly một tuần rồi đó. Bị cách ly một tuần rồi á. Cố gắng nha em. Cố gắng lên. Hello các anh chị, vì em vô sớm quá nên các anh chị có thể tóm tắt những gì anh chị đã nói không ạ? Anh nãy giờ mình nói cái gì ta? Mình đã nói đầu tiên là bọn mình đã đăng một cái bức hình mới ở trên tag cộng đồng của O2 nói về việc là cái poster nhân vật đầu tiên. Đó là bật mí cho mọi người, đó là nhân vật đầu tiên mọi em lên xem nha. Thứ hai là cuộc đời của Trang Minh. Cuộc đời của Trang Minh đó là Trang Minh đã sự khó khăn khi trở thành một người con gái. Đâu đừng. Trang Minh history nha mọi người. Đây mọi người. Hay nói là thêm một lần nữa thì mọi người nhìn cái bộ nail này thì mọi người cũng có biết là Trang Minh. Mọi người, mình đã cố gắng gồng gánh để trở thành một đứa con gái trong nhà chung nhưng mà không ai công nhận mọi người. Đây. Ơi Mai, ôi lộn. Nóng. Ngủ. Vậy mà cái đèn nóng vậy ta. Ngủ. Đau con. Nó xem như thế nào. Liếm nóng nhở, chuông con thui, ui.
Nói chung là đấy, tết cả nhà có một mình Trà My bị nói bị rớt nước mắt. Nói chung là thế thôi, thực ra thì yên tâm nha, vấn đề đó là mình em còn trẻ cho nên là cái sức đề kháng vẫn còn nhiều, nhưng mà nói chung là vẫn phải giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đều đặn nha em. Dạ, như anh Vinh còn không sao mà em trẻ không lo gì. Trộm vía nha, mày nói mồm. Anh Vinh già như thế này còn không sao. Trộm vía nha mọi người. Nhìn xem mặt anh Vinh già như thế này còn không sao. Bà đi ra. Gì? Bà đi ra. Tôi trả nông. Ok. Ông trời có mắt nhá. Ngày mai anh cũng dậy thấy nếp nhăn. Mấy nay không thấy anh Duy đâu luôn, tưởng quên bác Facebook, Instagram rồi. Không có đăng một cái gì luôn à? Có story đăng, có đăng story mà anh vẫn có đăng story đều đều mà em, tại vì mấy nay hơi bận biểu á. So, thank you so much for having me. Wish you all the best for new series. Every happy to see you a lot. Love for international fans. Really, very, really, every happy. Thank you. Thấy anh Duy trên một chương trình casting người mẫu này. Wow. Thì lúc nào khai ra mẫu? Nó chậm trong sự nghiệp, nó chậm. Không có lén lút luôn, đi công khai. Đi công khai, mà không ai biết luôn. Có đó, mọi người biết nè. Mọi người biết nhưng mà tôi và ông không biết. Tôi biết rồi. Có mình chị. Bà biết cái gì không? Cái tờ đấy phai á. Ủa thế hả? Cái đấy phai nhưng mà. Đi lâu chưa? Cái đấy là người ta đã lựa chọn những cái đơn đăng ký online rồi. Đối tượng này đối tượng là những gương mặt vãng lai. Có 10 người vãng lai tới để casting thì đây là một trong những gương mặt đó. Top 5 gương mặt vãng lai này mọi người, The Next Phase 2021. Không mọi người, tại vì thật sự là mình cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những cái chương trình tầm cỡ đó đâu mọi người. Tầm cỡ là bạn rủ thì đi thôi đúng không? Còn nói chung là coi như trải nghiệm. Vui vẻ. Nhưng nói chung là mọi người nhá, top 5 gương mặt vãng lai nha. Tại vì cái chương trình khách casting vãng lai có 10 người, thằng này được vào top 5 là giỏi. Hello from USA, we love you guys, thank you. Anh Duy quên không? Duy không phải là một top top cờ nha. Duy là một diễn viên, mặc dù là anh Duy đang cố gắng. Top top cờ. Nghĩ cái top cờ nhảy đầu tiên. Top top cờ. Clip đâu? Xui kìa, không có lương về, tức quá. Lên sĩ đâu? Thật sự. Danh dự đâu? Dạ, sâu ngay cái clip ra đây. Địa chỉ đâu? Địa chỉ nào? Không có. Alo, bạn nói gì à? Ngủ rồi, tất nói, cả mọi alo. Đã vào lại quên rồi mọi người. Nói gì đi à? Ngủ chứ mọi người ngủ. Cái tay gì mà lắc nữa. Không, cả hai tay cơ. Cái này đúng không? Ngủ nha, ngủ sao cò nha. Cũng khó khó. Động tác rất khoát. Rất là tự tin, em làm TikTok phải nhảy nha mọi người. Ờ, em phải làm để nhảy. Em phải làm em phải rủ anh Vinh nhảy nhưng mà cuối cùng không ai xem. Em cái clip đấy nổi mọi người. Ờ, nói chung là một cái nốt trầm trong sự nghiệp làm top talker của Trần Vũ Đức Duy nha. Nhưng mà mọi người đừng có gọi Trần Vũ Đức Duy là top talker nữa, bởi vì sao? Bây giờ người ta là top 5 gương mặt vãng lai của The Next Phase rồi, mọi người gọi thế là kỳ. Bây giờ phải gọi là top 5 gương mặt vãng lai của The Next Phase nha mọi người nhé. Mọi người có nên nói về poster phim nó không? Tới tiếp. Có chứ. Nhưng mọi người đã xem hết là mọi người đã rất là quan tâm. Nhưng mà hình như là chưa thấy ai nhận xét cái poster. Chúng ta thử đào sâu vào cái poster ấy đi. Đó, bây giờ, đào sâu vào. Ai chưa coi poster thì vào ngay poster. Đi mọi người. Poster. Ai chưa coi poster thì mọi người, nếu mà mọi người phát hiện ra được một cái chi tiết nào á, đặc biệt cái trên cái poster đó. Ôi cái giọng cười của anh Vinh nổi da gà. Mắc cười quá. Ngân đoàn. Ừ, mọi người có biết sao không, là trên poster có chứa một cái dòng mã code, nếu như mà mọi người soi ra được cái dòng mã code đó thì sẽ có một cái phần thưởng rất là hậu hĩnh từ anh Hậu. Thì wow. Mọi người sao có hình con bướm mà còn có quay ngược. Bướm hấp hủi đúng không? Không, bướm mới đọc bánh. Là bây spoil. Giờ cái gì sao spoil? Bướm hấp hủi người đó. Đúng không? Là bây giờ bình thường là con bướm, cái hình con bướm nó phải quay, nó đậu trên vai hay trên người, nhưng mà đây là hình con bướm nó quay đi. Thế là bướm bay, bướm bay bao bạn bao bè bao búp bê đồ. Thì gọi là bướm hấp hủi đó mọi người. Thì đúng rồi. Mà, nếu như mà mọi người soi được cái thông điệp mà anh Hậu muốn gửi từ cái poster này á. Đây, anh đã nhìn ra luôn. Đâu? Da mộc đẹp chuẩn nhật. Không, rồi mọi người cứ coi đi, rồi mọi người hãy comment ở đây ở dưới. Thì nếu như mà anh Hậu không cho quà thì sẽ có bác Vinh cho quà nha mọi người, quá. Mọi người đừng lo. Từ ra đề. Don't worry about. Yeah, ok. Nhưng mà mới nhìn vào cái chữ này, okay. Chữ gì trên fanpage có rồi, thì bật lên fanpage đi. Lấp lánh đồ.
cái poster đẹp trai. Hi chị và chị cũng thấy đẹp trai nice ấy, các em. Nice to see you again. Phải phải, trở nên mím, trở nên mím. I forgot to ask last week. How was your hand, by the way? Is this okay? Please take care of... my hair. No, it's... Fake. No, it's... Không, 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 bị ngã. Nhớ rồi. So, I'm okay now. Look, it's nothing in my hand, but like... Still a lot like scar, you know? Yeah, I don't know. But see, I'm okay. Are you okay? Mm. Okay, okay. Okay. Xin lỗi mọi người. Nói chung là có rất nhiều. I forgot to ask last week. Hỏi rồi, hỏi rồi. Ôi gì hả? Sorry, sorry, I'm sorry. Ủa, làm ra này, làm ra nét quá nhỉ? Nhìn vẫn thật, nhìn vẫn real. Ý là sao? Ý là nhìn da thật mà nhìn vẫn thật làm sao? Da thật mà nhìn vẫn thật là sao mọi người? Nhưng mà trong cái poster này trông có huyền ảo lung linh quá cả nhà yêu nhỉ? Đâm đớm đồ mọi người, bướm bướm nè. Bướm bướm hấp hủi mọi người. Những hình đến từ được tài trợ bởi photo Khang Khang. Và quả dừa. Quả dừa thì đó này. Quả dừa cream. Đọc bình luận đi mọi người. Bao nhiêu hơn mấy? That's good to hear. Ok, thank you. Diệp Bá Dinh. Oh, ok, thank you. But like I had a lot of chị cũng coi chung chung có nhiều like khó đang coi nè, nhưng mà cái livestream của mình đâu. Thing I don't know what's the calling, but like here and here and my bón. I don't know. And everything in everywhere in my body like still hurt. Trang với Sam đóng hợp sóng với nhau quá, còn Bá Vinh thì lẻ loi xui. Không, Bá Vinh cố tình thôi, tại vì là... Bởi vì đâu cũng đâu ai chơi cùng đâu. Let me see your nail. Ủa mọi người, mình... Your nail butter. So... Your nail! Let me see your butter. Ủa, alo? Your nail butter. No, we just really like one picture of... Oh, this character. Oh. Okay. No, nothing. I'm saw something. It's... Oh my god. Okay, hai còn nữa mày có trai là Oh. I realize. Đúng rồi, 22 tháng 11. Don't worry about that. Đúng rồi mọi người. Cái challenge của mọi người trong cái livestream ngày hôm nay là mọi người phải đoán xem là cái poster tiếp theo là của ai. Đúng không? Ô lộn đúng. Nếu như mọi người đoán được thì mọi người sẽ có được Trang Minh. Tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời, một món quà tuyệt vời. Một món quà rất là lớn. Chúng ta phải đoán đúng ngay mới được. Ủa mọi người, mình là hàng để tặng kèm mà mọi người. Dù sao là cũng là con gái mà mọi người. Con ơi, vừa con bị bài con gái không? Sao cái nhà chung mình nhiều con trai mà hai đứa con gái không tặng bớt mấy thằng con trai đi. Em hóng quá trời quá đất chứ. Quá trời quá đất. Poster của đạo diễn. Đúng không? Quá trời quá đáng được. Đúng rồi em. Poster tiếp theo sẽ là một cái trống. Mọi người võ thùng. Đoán trung thu. Poster tiếp theo là đạo diễn đó mọi người. Đúng rồi. Mọi người đã nói một cái trống. Là một cái trống nha mọi người. Trừu tượng thôi mọi người. Em đoán là đạo diễn. Mọi người đoán lung, đoán bừa như vậy, làm sao mà có được Trang Minh? Tự dưng nó trầm hết xuống luôn mọi người. Đoán đạo diễn phát ra công ty nó trầm, một nốt trầm. Sao đó con gái? Kelly là ai ạ? Chả biết. Chả biết. Ủa sao lại đổi tên nữa Trang Minh? Em đổi lần này, đổi lần thứ mấy rồi? Không, Mai giống nhiều. Từ trước Mai giống nhiều. Không, tôi thấy trước là nhiều rồi. Trước là Kelly Nguyễn thì Trang Minh. Trước giờ vẫn thế, nó chỉ đổi avatar thôi. Tôi thấy dùng mạng xã hội đổi cũng nhiều mà. Mạng xã hội thì đúng rồi, đổi rất nhiều. Đúng mà. Mạng xã hội đúng rồi, rất tôi nhiều. Nhớ đúng mà. Trên đó, đúng là đổi nhiều tên mà. Tại sao đổi nhiều tên thế? Mình tại dùng một cái tên thôi. Trong người ta có trong cái nhận diện đi. Thật sự. Đây, em có sổ hộ nghèo nên chắc không cần đoán cũng được ôm chị Trang về đúng không ạ? Đó. Đúng rồi em ơi. Đúng rồi, em nghĩ sao trời? Ủa mọi người, tức là mình cũng có giá mà mọi người. Thì giá nhiều rồi, ấy là
có giá là được rồi. Có sổ hộ nghèo không? Mà có đơn miền của mọi người. Nói chung là được ưu tiên, hiểu không? Là giá, ê, trị, giá trị tinh thần. Nhìn một phút này đi, nhìn một phút này coi. Giá trị tinh thần. Nói chung là được ưu tiên, nói chung là kiểu được xếp hàng trước để ấm ôm Trang về. Ý là đội đội xếp hàng chứ. Gì đấy Mai? Mai nó cứ đòi nợ nó mọi người. Ở đây có ai chơi với nó đâu, còn thầm còn đánh nó. Nó cũng đến kỳ quá mọi gì người. Gì má, người ta mới nuôi được ra có mấy tháng à. Nó cũng... tùy từng con mèo chứ 5 tháng, 7 tháng là đủ rồi. Thôi mà con... Ý chị nói là trên Facebook em đổi nhiều nè, trên Instagram cũng đổi nhiều nè. Con okay, poster okay. Càng thêm nôn nao, mong chờ I nhìn Vinh nó thân tàn mai dài. Your director. No, but yeah, maybe he will tell you because he likes to spoil everything, you know. Mai Upa gọi tên em đi. Quỳnh Như. Mai Upa. Mai Upa. Is that about male look different? What? No, he is... He, she not the bad smell, he like Mai. Like à, Mai from này. Tomorrow. And look at her face, looks so cute. Not like bad smell because... Yeah. Yeah. Không biết nói gì nữa kìa. So, yeah. Okay. Thôi để em bán vườn mướp đi cho chị Trang. Em phải sắm vườn bưởi. Hơi trừu tượng. Không sao, nếu mà bưởi chị sẽ về tim em. Nhà có bán bưởi hay là đậu hũ gì đấy thì liên hệ chị. Không, có một thứ Trang rất thích. Chị thiếu trầm trọng. Có một thứ mà Trang rất thích. Nói vậy là hiểu rồi đúng không? Không. Không thì bán đu đủ xanh cũng được. Hoặc là... Anh gọi đu đủ hả? Gọi có bò đồ. Cô bà đi. Tao phải ngăn dòng lệ không được rơi. Cái bộ vuốt gì rồi sao mà mà chọt lòi mắt mình đang luôn á. Ừ, thì không lẽ như thế này. Ê, xấu quá. Kỳ thị. Trời ơi, xấu quá. Ôi. Con Mai à, Thắm đi ra đi Thắm. Ủa, chúng nó kỳ thị con Thắm. Thắm ở đây con. Thắm lại đây, Thắm lại đây. Nào. Không thể như thế đâu. Thôi, lại thương nha. Đúng rồi. Mọi người bây giờ mọi người lấy hơi thở. Phải ngắm bé Mai nha. Thôi, thương nè. Mọi người ngắm bé Thắm đi. Đây, mọi người. Ôi nhìn nhau. Cái mọi người like stream này để nói về phim mới mà bắt đầu dẫn hớp. Ai là cái người dẫn hớp? Mày. Ok. Cậu. À. Tôi đâu có. Cậu. Từ đầu đến cuối tôi chưa nói gì. Rồi bây giờ mọi người tập trung lại. Có bàn luận về phim mới chưa? Đúng rồi. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có như bá Vinh. Đúng rồi, nhớ share live stream nha mọi người. Đúng rồi, share live stream nha mọi người. Rồi bàn luận về phim mới. Nhớ chia sẻ thì thôi mình nói chuyện với nhau. Phim hay quá, lộn, phim chưa ra. nói chuyện với mình ok. Tại gọi là tết tóc cùng tết Mai quá, kia. Nhiều quá nè. Hình như tóc tôi sao mà nhiều thế này. Khen Mai chê chứ phải Mai chê. Mai chê ý là mê trai đó em. Chứ không phải Mai chê. Mình bắt đầu nói lại từ đầu nha. Thì mọi người thử đoán đi. Trong phim này Trang Minh sẽ đóng vai là một nhân vật gì? Với tính cách gì? Đức Duy sẽ đóng vai nhân vật gì, tính cách gì? Nhưng mà chắc mọi người nghĩ là vai quần chúng thôi, vai gọi là đi đường. Đúng rồi. Con Thắm nó rất là ngu ngốc, nó nhìn vào cái đèn xong nó chói mắt quá, nó chết mà đi. Còn hơn cái con Mai nó nhảy bô vào luôn. Okay. Sorry mọi người. Quên mọi người. mọi người cho xin hấp nước nè. Cao. Chuyển xuống dưới nè. Đừng có cao. Hello mọi người, xin chào mọi người. Đó không phải là Duy đâu nha. Tiếp tục bàn luận về phim mới. Thì thật là một cái mọi người không phải là cái người mà đang ngồi ở đây nữa cho nên mọi người cũng thấy là đây bọn người tỏa đoán này, chị Trang đóng một vai nhân vật nữ nè, em biết không? Thế em biết hay không? Đúng rồi, cái đấy sao mọi người biết là hay vậy ta? Trong phim chị Trang em nhìn nè, hồi nãy đã nói rồi, đã cố tình spoil cho mọi người biết từ đầu rồi. Thì với cái bộ neo này thì Trang Minh sẽ đóng vai vào một anh chàng tên Nghĩa đi làm neo. Thì đây là anh chàng đánh giày, một cậu bé đánh giày. Thì hai người tranh giành địa bàn, người mọi người cứ quýnh lộn, quýnh bá Vinh quá trời luôn. Thì trong phim có mọi người sẽ biết là bá Vinh gây tay. Quên. Bá Vinh gây tay bởi vì là anh Nghĩa đánh.
Đúng rồi, mọi không người đã thấy rồi. Nhưng mà tại sao lại là chị đóng vai một nhân vật nữ? Ta là nữ mà mọi người. Ồ, quá luôn. Lúc không biết luôn. Mọi người gào hết tên em đi kìa. La lên. La lớn lên. Speak louder. Me. Hi. Three cat? No, we just two. Mặt em rất là xấu em một cái. Rồi xong. Rồi xong, spoil phim của mình cho tên Nghĩa thì sorry mọi người, chết từ lỡ spoil rồi. Mọi người không biết đâu, tại vì thôi coi như mọi người chưa nói gì nhá, xuyệt. Cái tên Nghĩa là cái tên Duy hay kêu cho phim trong Trang thôi. Tại vì chị Trang xuất hiện có một phân đoạn nhỏ mọi người. Ngồi ở ngay cái công viên á, vũ neo cho người ta, vũ neo cho người ta. Vui không? Oh. Vui không? Vui. Có chả thấy vui. Có một bạn nước ngoài hỏi nè. Can you explain shortly about Mr. Cinderella, the butler looking, the butler looking very hot and cool? Nice. So I explain very short about Mr. Cinderella. So the web drama had a boy. Yeah. So it's yeah. A boy. So handsome and boys. Gorgeous. Boys. Chứ không là a boy được. A boy. No. I just say a boy. A boy. Yeah. It's a boy. It's everything against boys. So thank you. Oh, thank you. Okay. 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 Sam, are you on diet? Giảm cân hả? Yeah. Yeah. He looks like his face is so much, thin. A lot of weight. So. Yeah. Very, very, very thin. And a little bit ugly. Ugly. Yeah. I agree with you. Thank you. Từ gương mặt vãng lai sang diễn viên vãng lai luôn. Nên gọi là Sam vãng lai boy. Tôi nằm gương mặt vãng lai mọi người. What are you talking about? I don't understand. Oh, top 10 gương mặt có ai? Sao nhìn em thân tàn ma dại vậy mình? Mọi người đợi tôi xíu, cho tôi quýnh nhỏ này cái đã. Quýnh nó ra gì cho anh? Sao? Yeah. The poster looking very nice. So actually looking the poster you can see what job of this character, right? What job? Like career or something. So he. Boo! Mặt. Oh. Loại này tự tin mặt lớn nhỉ? Tao được vừa hút cái mặt như vậy mà biết ngay là mũi thật nha. Vừa hút thẳng cái mặt và mặt bà không biết đâu. Không. Quên luôn. Không, nó hút tóc mà. Không. Hair. Just sorry. Cả cái mặt và mũi tôi để mà tôi đang. Hy vọng xin link Water đi view hai link Facebook dưới mô tả không vào được. Oh, wow, really? Let me see. Ở đâu á? Xem ở đâu? À, xem cái gì phải đâu? Cái check gì? Lại cái Facebook ở trên Ohio Production. Ở dưới đấy. Cho anh cũng bật nhé. Nhá, đó. Anh sao có bị điên không? Anh không bị điên đâu, anh bị khùng quá. Hai link nào đó? Anh rất là bình tĩnh mọi người. Tiếc không ấy là gặp mọi người á, lâu mọi người bị kích động. Anh kích động mạnh mẽ luôn. Kích động là rất là điên đúng không? Kích động thôi chứ mới điên ấy là mình. Thế là khùng đúng không? Không, kiểu là mình bị kích là động. Crazy đúng không? Mình bị insane đó mọi người. Chị có hiểu cái từ kích động không? Đó. Rất hồi nha. Rất là đau đầu. With the cast be having a live stream on the. Having a live stream on the. 11. With the cast. How did you know? Mình không biết tiếng Anh mọi người. How did you know? Someone told you because I don't know that too, so maybe. Mà là thì tất cả diễn viên sẽ được live stream chung vào hôm 11 đúng không? Thực ra cái này không biết. Không có. Không có. Yeah. Oh, see biết mọi người. Họ biết này là gì không? Right. Cái này là gián điệp. Gián điệp. Maybe oh you are. You are spider. Spy. The man. A witch. The spy in on Earth. Oh you are fortune teller. Actually. Oh my God, we don't know. This live stream will release on 11. Kích động phim có đạt rồi. Kích động tiếng Anh là gì? I don't know. Em đừng hỏi khó anh em. Em kích, ơi. Kích là đá, động là. Là thất. Động là không biết. Động là. Động là ITV. 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 Kích động là. Động là gì? Biết chưa? Động. Không. Biết chi vô chưa? Hoạt activity là động là. Động là activity thì là kích động là gì? Kích là hit là kích hit activity đó. Kích động là một bài điểm tiếng Anh. Không ai kích động còn đây chỉ kêu kích là gì? Không kích là đá. Kích luôn là kích. Kích là kích là kích. Kích là kích. Kích
kick activity. Thôi bỏ qua mọi người, mệt quá. Em đừng hỏi khó anh em. Can I wait for Mr. Cinderella? Where? Yeah. Yeah, me too. Gì vậy? Nói gì em coi đi, coi đi. Sao em không coi của em ta, em thật là ngốc. Từ nãy em giờ luôn á. Ừ. Em thật sự ngu ngốc. Bảo vệ người ấy cũng không sống. Nhìn anh Trần đang phân tích về cái poster mà. Quên mọi người. Thì mọi người đã tìm được cái điểm nhấn trên cái poster này đó, chưa? Mọi người xem cái poster mọi người mới thấy được cái nghề nghiệp của cái nhân vật này là gì. Đúng rồi, thì cái đầu tiên mọi người thấy là cái gì? Cái mặt nhân vật. Nguyên không, cái mặt. Anh nhìn vào cái đầu tiên không, là nửa cái mặt. Nửa cái mặt nhân vật. Nửa cái mặt bên bên trái của nhân vật nha mọi người, nửa cái mặt bên trái. Và chúng ta có thể thấy được gì? Anh này đánh phấn mắt màu cam. Oh. Wow. Đây, that's chúng ta có thể thấy được nè. Rất là sâu sắc đấy. Đây. Không, phần mắt rất rõ ràng. Bác sĩ phải đi đánh xong cái phần mắt này chắc là... Cái này không phải bác sĩ. Cái áo màu xanh này chắc là bác sĩ. Y tá. Y tá. Bán thuốc. Dược sĩ. Áo xanh này có thể làm gì nữa? Security. Không, cái này là bệnh nhân. Áo này áo bệnh nhân. Tôi đang nói luôn. Không, cái áo xanh này cũng có thể là một cái áo bẩn ở nhà bình thường. Không, chúng ta phân tích sâu hơn. Đó là mọi người nhìn xung quanh này rất là cỏ cây hoa lá. Ừ, chứng tỏ là anh này chụp hình chung cư. Mọi người rõ ràng là con bướm là nhân vật phụ, mọi người nên nói con bướm. Dạ, đây, con bướm. Mọi người có thể đây thấy đây là một rất cái... là rõ ràng. Đây con bướm hắt hủi. Mọi người có thể thấy là rất là rõ ràng một cái con butterfly. Dạ. Khoan khoan, nhưng mà điện thoại rất là nứt. Điện thoại nứt như vậy. Thì chỉ được cái con butterfly màu blue như mọi người thì có thể thấy đây là một con bướm cá. Ủa? Không, màu xanh thì phải là con trai. Đâu, keo xanh hả? Gặp. Bướm cái bướm đực thì nó liên quan gì cái này? Không, thì tiếp theo đi thì mình sẽ bàn tới cái form chữ. Cái form chữ trên đây là anh Hậu sử dụng cỡ chữ số 14 như mọi người. Còn không có cái gì nữa trong cơ cổ cả. Còn cái form chữ này sẽ là cái form chữ gì? Form chữ này là form chữ Việt Nam Time Roma. Dạ, Việt Nam Time Roma. Mày sợ bà đi học tin học không? Trượt. Cái form chữ normal nhất. Kích cỡ số 14 nha mọi người. Rồi, mọi người có thể thấy được gì nữa. Anh này là ảnh tóc ảnh màu đen. Nha, tóc ảnh màu đen. Nha, tóc màu đen. Và... Out. Gì nữa ta? Anh để tóc bộ lướt 73. Đó mọi người. Hay là mọi người phân tích rất là kỹ không? Đó chỉ là những cái ngoài lề thôi. Còn những mà cái... mọi người không biết tên anh này đúng không? Anh tên gì? Có Tang luôn nè. Tang đâu? Tang nè. Nhưng không thể ai nhắc đến tên nhân vật chính ở đây cả. Đúng rồi, mọi người đoán xem tên nhân vật của anh là gì? Mọi người có thể... Mọi người... Tôi nghĩ là tên Tèo. Tên Tèo. Tên này là tên Thắm. Anh là tên Thắm. Không được. Không, anh là tên ngoài đời tên là Nghĩa. Nghĩa? Nghĩa. Trang. Trang. Nghĩa Trang. Ồ, đó là một người tôi được must spoil cho mọi người biết rồi đó. Đã, tại sao chị ở trong phim này thì Nghĩa là Nels mà Nghĩa. Thì ý là một cái tên hay số phận. Không, anh này tên là Trí. Trang Trí. Ê, đọc comment đó, xin lỗi mọi người, để mình đọc comment em mọi người. Là Trang Trí. Oh, và đã rất nhiều comment này. Ở bên này cũng có. Sam, so happy tonight. Thank you, Chiva, Bavin, Art, the On Boiler Project. On the Boiler Project, you are done with. One is your favorite. My favorite Boiler Project is Mr. Cinderella. So let's watching it. Cái con bé mình nó đoán hay quá. Trời, đoán hay quá trời. Đâu, đoán sao? Nó đoán là Potter tiếp theo sẽ là một nhân vật diễn viên trong phim. Chấn động về chấn con động bé chưa? Này. Sao con bé này nó biết nhỉ? Hay người ta. Anh biết không đâu là hình con bướm. Anh em không tin được là con bé nó đoán được như vậy, chị biết sao không? Nó so smart. Quá là thông minh. Ừ. Chắc là Covid khiến em thông minh hơn. Đừng có nói vậy. Sorry em. Anh fan đúng không? Nó hơi giống hơi tối, hơi đáp. Giờ mới để hôm nay bá Vinh có chiếc necklace to quá đẹp. Hôm nay style Johnny đặng. Sao anh Vinh đổi cái nón hoài vậy? Anh Vinh... Không có cái nón thật mà. Em biết tại sao anh Vinh đổi cái nón không? Tại vì anh Vinh thích. Ủa, Trang có vẻ thích cái gì mà... À, thích... Ồ... Thích butterfly. Ủa, con bướm đẹp mà mọi người. Nãy em định nói giống chị Trang là butter thích theo thích nguyên hình con bướm. Wow, Victor, mọi người... Chung sở thích con bướm với chị Trang. Very promising. But I think
there a lot of VV fans who love Nathan Brother. So, I let you answer. Chưa gọi đầu tao đâu, tao biết là che chứ gì, nó lại đặt đúng. Thì ra thực ra đúng rồi, tôi chưa gọi đầu nên tôi mới độ cái mũ lúc nào cũng thế. Không có em biết là sao không? Cái này là anh chia sẻ riêng thôi nha. Thì hồi đợt dịch á, hay nha, chơi ngu nha, biết sao không? Đổ cái dán sắt lên đầu, bây giờ tóc nó bết lại, cắt một lõm trên đây, cắt một lõm trên đây nè, nên bây giờ đâu có dám rỡ cái chén ra đâu. Xin lỗi mọi người. Em cũng làm gì đến nỗi lắm. Xin lỗi mọi người. Ủa sau này có thủ thuật gì không mà máy ở đâu chán ngắm hết vậy? Wow. Bình thường là hai cái này nó phải lên tận đây mà. Ủa sao không? Tại vì là Vinh mới đi kéo chán thôi. Cái tóc à? Kéo chán thôi. Mới đi điêu khắc chán đúng không? Điêu khắc. Ủa có mà. Who's picture? You know? Who's picture? The boy who in the picture is boy. Is a boy. He now he a man. Actor. He is actor. Mr. Cinderella. Cho nó ngồi lưu vào tí, cho nó mặt nó nhỏ nhỏ. Nhưng mà mặt nó bị kiểu kéo sang ấy. And you know, look at this. I can see his hair. Yeah. Đừng cười, dừng lại. His face. Keep speaking. Mà sẽ nghĩ mà mình cười vì nó hài. His face. Okay. Yeah, you know. And yeah, it's done. I think it's okay. It's enough. Don't talk loud. Don't cry. Yeah, chúng it's em okay. đã chạy chữa okay. khắp nơi. Okay, it's nhưng mà okay. thằng bé nó vẫn chưa có chút gì tiến triển. I'm fine. Cái này phải gặp nhà thích thông gì mà đây là một bệnh nhân. I'm fine. Lâu rồi không thấy Tuấn Việt nỉ. Nhỉ bệnh nhân so. Do you love the boy in the Boston? Please tell me when the movie come out. Tiếng Việt luôn, em gì tiếng Anh luôn á. Anh Duy hôm nay anh đánh nền hay chỉ che khuyết điểm thôi vậy? Tin không? Đây, chị sẽ chứng minh bằng cái áo đen này của chị. Chỉ cần một quẹt thôi. Đừng, mọi người, đừng. Đây là dư luận. They are netizen. So, yeah. Sao cái nền phải khô ráo quá vậy? Mà cái nền này trông nó bóng loáng ấy. Cái gì sao lại có hỏi Henye đấy? What? I had a lot of admiration for Vietnam because of her Henye and the Boiler Project from O2 Brussels. Thank you. So we are the same level with her Henye? No. He told that. Because he liked Vietnamese because has her Henye and Boiler Project from O2 Brussels. Yeah, me too. I love her so much. So we are the same level in his heart. You know what I mean? It's a joke. Oh my god. I don't know. Damn. Vẫn vui quá mọi người. He's so funny. Sao mất một cái móng. He makes me laugh. A lot. Yeah. Sao lại mất cái móng thật? Nó vẫn còn dính keo ở lại đây. Thật sự là hôm nay là một ngày chung là chạy show rất là mệt mỏi của mình. Và mình bị rớt móng liên tục luôn á. Mọi người giữ được là 9 cái móng còn lại là cả một sự cố gắng. Cho nên là rớt một cái này mọi người thông cảm cho mình đã cố gắng trở thành một người con gái dịu dàng, đảm đang, hiền hậu trong cái nhà này rồi. Nhưng mà mọi người không cho phép. Mới đọc em tưởng hoa hậu này cũng là tai lật đúng không? Thì đúng rồi, hôm trước Trần Vũ Đức Duy gặp thầy Henye ở The Next Face nè. Ủa thầy hả? Thế nên vào top khảo à? Thế nên ở ban giám khảo, nên vào top 5 đó là cũng yêu ái với cả nhà. Là vậy, top 5 gương mặt vãng lai. No, is the series gonna air every Sunday or will have a non-fixed schedule? I don't know. Schedule? I don't know, but like, I just know episode 1 will release in 28 November. Bavink is correct. Your country is well represented. Là bình thường nhất là bình thường. Represented.
No. Anyway, among your Asian neighbor, I hope I can visit Vietnamese one day. Lot of beautiful and friendly people. Thank you. Actually, I just joke about Miss Universe. Anya, right? She is the Miss. I'm not sure. Sorry, guys. I don't know. Sorry, but it's a joke. So yeah. Tóc mái em lên trên cao nguyên giống như tóc anh Vinh đợt đây bình nhiên. Ủa sao đâu? Em làm gì? Tóc mái của em tự cắt đúng không? Mà em coi hết nửa tập giờ 1 giờ hết quay cho Thanh Duy đâu làm sao mà được không? Em không bao giờ thấy được anh đâu, anh rất kỳ lắm. Bắt like mà mọi người. Tôi làm cái bản bắt like tức là đi ngoan qua cái màn hình thôi. Đúng, anh chỉ lướt nhẹ qua thôi. Lướt qua đời nhau. Lướt nhẹ qua thôi. I am waiting for the trailer. So yeah, 21 tháng 11 có trailer nha. 21 hay 22? 22 tháng 11. Oh wow, trường này tôi đi quay phim mới luôn. 22 tháng 11. 22 tháng 11. Ủa là bạn này cũng là diễn viên hả? Trường này tôi đi quay phim mới rồi ạ. Gặp đồng môn ở đây. Đồng nghiệp. Anh Duy đi thi che khuyết điểm mà không đánh đèn được. Tức là đi thi. Cái bạn này đang ý là đang nói chuyện về cái hôm đi thi hả? À, hôm đó để mặt mộc mọi người. Hôm đi thi là mình phải để mặt mộc chứ. Mặt mộc và vãng lai đúng rồi. Mình thi the next phase mà kiểu là người ta sẽ chấm. Chứ phase chắc người ta đuổi về luôn. Rồi mặt bên cạnh. The next phase là gì? The next phase tiếp theo ạ? Rồi mặt bên cạnh. Rồi mặt bên cạnh. À, ơi, trời ơi, đau chân quá. Mình bước qua đời nhau. Để làm nhau đâu. There are lots of Vietnamese restaurants here in my... Ủa, cái này đọc là gì? Melbourne. Không biết nói gì nữa. Mình phải ngăn cái dòng lệ với em lại mới được. Mình đâu có biết ở nước ngoài có món gì nhiều đâu trời. Mình có đi du học đâu mọi người. Dạ, sao nó phải là cái tầm là neckline phải luôn. Quả thật là nó phải. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người đã tìm ra được những cái điểm bí mật ở trong poster mới của phim mình chưa? Kệ những bạn này đi mọi người. Không kệ được, cái comment này nó rất là hợp lý á mọi sao người. Sao không sao? Ê, pin được không? Pin ở lên okay. Pin ở lên đầu luôn không mọi người? Tài khoản này không pin được. Không sao á. Mình không để quá đáng với em mình như thế được mọi người. Chị đã quá đáng rồi. Em mình rất là cố gắng trong cuộc thi vừa rồi rồi. Chị biết không là chị đã quá đáng rồi. Tại vì á, chị không còn cách nào em... Chị đâu có nói gì, chị chỉ cười thôi mà. Chị cũng có nói gì cái con chị cười rồi đấy. Chị cười thôi chị. Thế chị đâu có nói xấu gì em đâu, chị thấy cũng chị cười. Chị mà. Chỉ next live play xong chị cười. Anh Nghĩa anh Nghĩa làm sao, anh Nghĩa không bằng next live play. Anh làm cái gì vậy? Sao có thể nghĩ ra được. Giỡn nha mọi người. Thật sự tên của Trang Minh không phải là Nghĩa mà. Tên thật của Trang Minh ở nhà là Chí Hùng. Chị tên có men của ông ta. Nghĩ Chí Hùng. Đọc lại gì? Vãng lai bồi. Nhưng mà vãng lai bồi nghe kiểu sạch sẽ, nghe kiểu rửa tay quá mọi người. Nghe kiểu sát khuẩn 99% ghê á. Okay. Nhân vật nào sẽ được mong chờ nhất trong bộ phim này? Con bướm đó. Mọi người xem trong phim mọi người thấy sự xuất hiện của con bướm nó rất là đinh luôn. Đúng rồi mọi người. Vân cảnh nào mà cũng sẽ thấy con bướm nó sẽ không đậu ở trên vai mà nó quay ngược như này. Cho nên mọi người đón cái xem. Ý nghĩa. Sao cái gì có thể anh có định làm offline không? Bọn anh cũng rất muốn nhưng sợ không ai tới. Ủa sao mọi người không nói là về dịch mà lại bị không ai tới. Sao mọi người nói gì mà hèn quá vậy? Thì hèn thật. Thì giờ mình phải sang với mọi người vì là lý do về dịch ấy cho nên là mà... Mình phải cân nhắc kỹ bởi vì sẽ ảnh hưởng đến fan rồi mọi người xung quanh mọi người chứ không phải là do không ai tới đâu. Cái mồm. Yên tâm, kiếp sau vẫn là fan của Sam Nhan Diêu.
đừng kiếp sau người ta trở thành the next phase rồi, làm sao mà có cơ hội chơi được. Rồi thì sang kiếp sau người ta mới là fan. Ờ, kiếp này nó là top 5 gương mặt vãng lai. Top 5 gương mặt vãng lai rồi thì sao? Mà nó đã như thế này rồi thì sao? Dư luận, bên đây là dư luận. Dư luận là dư luận. Dư luận là gì? Dư luận là gì? Sẽ tác thẳng vào mặt em là giúp em lớn khôn á. Em không cần chị. Are you in Saigon right now? Yeah. Are you in Saigon? Oh, wow, người nước ngoài ví dụ là Sài Gòn, it's even ở cái kiểu như là nó là một cái từ mà chỉ đa số người Việt Nam mới dùng thôi chứ nếu mà người nước ngoài sẽ dùng là Hồ Chí Minh City. Sài Gòn is a old name of Hồ Chí Minh City. Yeah. Nó dâu con ma nó dài đấy nhỉ? Nó dài luôn đấy. Sorry. Tiếp mọi người. Một chút phân tâm. Mấy anh chị có làm fan meeting thì cho em kè dưới nha. Có chứ, nhưng mà hiện giờ chắc là dịch bệnh nên là mọi người đang cân nhắc các em. Kiểu dịch bệnh là kiểu đề cao sức khỏe mọi người chứ không phải là nó không ai tới đâu nhá. Không ai tới thật rồi. Ủa mọi người thì những fan nước ngoài bỏ đi hết rồi. Hi guys, we can speak English so you can write below if you have any question, right? Thank you so much. Trời, vừa nói xong, đây, chuyển tiếp đi. The visa world again. What is it? Visa? Thì visa nghe đi du lịch quá vậy? Đồ ai? Ai? Visa mà. Ấy là sao tự nhiên là visa? Visa nghe thành visa. Thì visa mà. Thuyền visa mà. À, ấy là visa nghe kiểu passport đi nước ngoài. Ấy. Thì đó, nó, cái thuyền này nó không cần phải dùng thuyền nữa mà dùng máy bay đi rồi. Cái tên ai hết hả? Ừ, thì Trang Trí, Trang Trí, Trang đó. Trang gì? Trang, Trang Hoàng. Chabi. Trang Hoàng nè. Chabi nè. Chabi. Chabi. Wow, một chuyện nét nhau luôn. Yêu ơi, xin xin lắm nè. Yêu ơi, biết yêu ơi, kiểu chết như nè. Cái số độc thân. Không, mọi người mình phải vùng lên đó mọi người. Mình sẽ làm những bây giờ mọi người cầm mời một cái bài hát đi thì bác Vinh sẽ hát đàn điệp khúc nha mọi người. Ai chưa nào cũng nói được hát đâu, người ta đâu có comment đâu. Mọi người bây giờ mọi người comment đi. Nếu mà bác Vinh không hát thì Trang Minh sẽ hát nha mọi người. Đúng rồi, giọng mình hay á mọi người. Ê mà xanh cái đầu chị bự quá vậy Trang. Vô duyên. Ai? Hôm nay đó chứ bình thường không có. Vũ à? Cái gì mà như xì hơi trời. Chứ nó vừa nói cái gì to? Đầu đầu. Ê mọi người. Sorry mọi người. Dám cái xả cho bé. Xả sao, xả sao? Xả sao em? Im vô chứ sao em? Right contact then. Then. Ra cũng to mà. Anh im vậy vô trước đi. Không phải, không phải, không phải. Từ từ Vinh, từ từ. Đợi bé nó im vô. Đằng sau em đằng sau. Đằng sau bên kia phía bên phải trái phải. Do you stand hand out with Mimin? Mimin. Mimin. It's a cute name, right? But he chưa cắm nè. We call he is Mimin. Du ba cha la 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 cha cha cha. I like his song Call Me Love. Yes. That's my favorite song of Mimin. Call Me Love. Do you remember? Đúng vậy. Yeah, yeah. Ooh, come here love. Come here love. Yeah. But I still remember that. Hát Easy On Me có bị đánh bản quyền không anh? Không nha. Tại vì anh chị hát đâu, không ai nghe ra bản gốc luôn. Người ta quên bản gốc luôn chứ không ai đánh được bản quyền đấy mà. Ủa mọi người. Mình có thể yêu cầu mấy bài hát thiếu nhi được không? Chắc mà có Mai này. Anh yêu. Ừ. Anh Lâm, ở chị mới nói gì vậy chị Trang? Ấy là mọi người chị, lại thắc... Chị nói nhiều lắm nhưng mà em ý em hỏi là câu nào? Mọi người vừa thắc mắc là chị có cái vai trò gì trong bộ phim sắp tới? Sắp ra mắt. Nói rồi, nhân vật nữ. Đó. Nói được vậy rồi chứ nói được gì nữa. Không, nhân vật. Nãy em đã nói rồi, chị không phải là nhân vật thôi, nữ. Thôi, see you in nhân next phim. Một cái nhân vật chủ chốt, nam nữ diễn viên. Nghĩa, chị nghĩa, nghĩa Trang. Không, chị nghĩ rồi, chị nghĩ cái tên không hề vui nha mọi người. Cái tên này không hề vui nha. Đề trí, đề trí.
Chí. Nghĩa tinh hùng nha. Anh Chí. Ủa mọi người, nhưng mà không hiểu sao mình rất là có duyên với những cái tên Nghĩa. Tức là ai mai mối cho mình cũng mai mình mối một người tên Nghĩa. Thôi vậy thôi, chị tinh hùng đi. Ờ. Em sợ thương mọi người không thể lường trước cái việc là ghép Nghĩa với Trang nên thành ra gì mà sao mọi người cứ... Trời ơi, tấn công dữ trời. Không, kể cả có những người tên Nghĩa. Tên Dũng. Tấn công. Không biết tên Dũng không? Em suy nghĩ cho chị những cái tên thật là nam tính. Tên Đăng đi. Anh Đăng. Nhưng mà Nghĩa đẹp gì? Nhưng mà đây Nghĩa đẹp gì? Mai. Ủa? Hơi nhạt hả mọi người? Đúng rồi, rất là nhạt nha. Mọi người bị chì vậy đó. See mọi người. See you in the next phase. In the next line. I don't know what else I want to say. I want to say. Không kịp đọc luôn. Các bạn ấy bảo là rất là... I don't know what that else to say, but I really pray all my production will we become more successful. Ôi, cái vòng của tôi. Produce by that. So thank you very much. Dịch hả? Đây, để dịch cho, dịch sát nghĩa luôn nha. Tôi không biết cái gì khác để nói. Nhưng tôi thật sự cầu nguyện cho, mong muốn cầu nguyện cho O2 sản xuất will become more successful, sẽ trở nên successful là gì quên? Sẽ trở nên thành công nhiều hơn. So, mong những bạn có thể sản xuất ra nhiều bộ phim boy love hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Xin chào, anh Vinh chào em đi ạ. Hòa Dương. Hi đây, xin chào. Hát thanh you for your love, đồ đó anh. Dạ. Amen to that. Routine. Ohai sản xuất. Ohai production. Production là sản xuất. Cái gì đây? Produce là sản xuất, production là sản không, product là sản phẩm, product là sản phẩm nè. Produce là sản xuất hả? Produce là cũng là động từ đúng không? Em không nhớ. Product, produce, production. Product là danh từ, sản phẩm. Không, production mới là danh từ. À, product là sản xuất, produce là sản phẩm. Product là sản phẩm chứ? Không, product là sản phẩm, produce là sản xuất hả? Đúng không? À, còn production là sự sản xuất. Producer là người sản xuất đó. À. À. Thôi được rồi. Mình còn... nên che giấu cái sự này lại nhá. Còn protector là cái gì? Mình nói chuyện chỗ cho tôi được. Được cảm thấy đau đầu. Bà đi đâu mà vẫn nghe được nó nói thôi. Khi nào One Dot review là nha, mọi người. Cái dự án hơn nửa năm rồi nha. Ủa One Dot là cái gì vậy? Boy band One Dot à? Bà Vinh đó má. Là quán là nhóm của ai vậy? Boy group là. Bà Vinh là ông cổ nội visual này, center này, main vocal này, main rapper này, main dancer này, producer này, xong rồi là quay không phim này, đạo diễn này. Nó cắn cái oh my god. Thôi nhưng mà tha thứ đi xinh nhé. Don't do that. Yeah. Chim sóng. Bad boy and bad girl. Mọi người có thắc mắc gì nữa không ạ? Alo à? Mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Bạn có nghe gì không ạ? Và sản phẩm hôm nay chúng em chốt sản phẩm cuối cùng nha mọi người. Đây. Năng suất vãng lai dành cho. Đây nha mọi người. Đây. Năng người nhanh tay nhất. Đây là sản phẩm cuối cùng bên em. Cái này là tặng luôn. Cái này là bên em tặng luôn. Ôi. Bên em cho không. Đúng, bên em cho thêm tiền. Bên em cho không. Ấy là mọi người nhận thì tụi em cho thêm tiền luôn. Nha. Mọi người cứ comment. Bố ơi, chúng nó đòi tặng thắng này. Mọi người comment số 00 có nghĩa là nothing. Nothing nha mọi người. Không có gì hết. Mọi người cứ comment số 00 thì mọi người sẽ nhận được bé thắm. Giới tính gì đó ạ? À? Giới tính gì con? Nam nữ. Nam nữ mèo. Nam nữ mèo 6. Mèo nam nữ. Mèo được cái. Mọi người nhìn cái mặt nó nè. Không giống con mèo. Xấu quá. Nó không giống con mèo mọi người. Nhưng mà rất là thương bé. Nên nếu mà ai xin thì mình vẫn cho. Nha. Hello. Thắm tựa vào ba viên ngủ sâu soft. I'm getting from Phila Laguna, Philippines. Hi. Phila Laguna, Philippines. Hi. Mahakita. Mahakita. Hello. Good evening. And con kiến đậu vào đường. I am.
from Pila. À, à là mới đầu quá hả? Dạ. Anh nhảy ở đây nó lên sau hả? Sao kỳ vậy? Không, lên trước, bạn đang có mấy học rồi. Hi Angie Thiên An. Anh Vinh có thể nào chào em để em đăng story không được nè, chào bạn đi anh. Tôi chào rồi đó. Không, anh chào lại đi. Hi Angie Thiên An. Dạ. Mahakita. Rất vui được gặp em, lâu lắm rồi mới nói chuyện. Chết rồi. Mọi người đã phát hiện ra được cái sự thật rồi. Con Thấm không phải là mèo mà là khỉ, mọi người biết rồi. Cũng không giống khỉ, nó giống một cái. Anh Vinh đứng công của em dạo này ngày càng dịu dàng, dịu tắm ra vậy. I love you in Vietnamese. How do you say I love you in Vietnamese? Tôi yêu bạn. Yêu bạn. You say tôi yêu bạn. Em xin lỗi nha. Quên thì nhớ quên. Giỡn xíu mà quên, ngồi hơi lâu. Chưa sống phải có chừng mực chứ. What is the next series we will be? For it here from the Philippines. What is your next series? Our next series is Mr. Cinderella. And okay, I will like talk one again. The next project name is Mr. Cinderella will release the trailer in 22 November and 22 November. Yes, 22. Yeah, I saw that. And not 22, 32. 22. I mean, not 32. 22. Okay, 22. And episode 1 will release in 28 November. So, watching this. Anh Duy thì là nét phay xong cái drama quá, chiếm sóng đồng. Làm gì có miếng drama nào vừa đi đã vào vãng lai rồi. Cái này là vào vãng lai. Và đấy mà em lăn đùng đùng ra đấy là đôi khi em được vào vòng trong. Thiệt sự. Kìa. Em tính xanh tô quay đầu rồi luôn á. Không kìa. Thôi em chỉ kể. Cần nhảy băng em beng thôi. Em beng vô trong mặt chỉ ba cái. Đấy. Beng beng beng. Thấy không? Thấy cái sự hỗn hào của nó đối với người lớn không? So I love you bằng tiếng Hàn được không ạ? Sao? Nó là Sarang he. Sarang he yo. Phải không? Sao đang biết mà nó rất siêu sâu rồi đúng không? Thì quay ra rồi mà hát. Same translate please. Translate what? What do you want or from me? Or what you say? What do you want from me? Cut in this lighting. Câu luôn. Câu nào? Cái câu bạn đã vừa comment luôn. Là câu gì? Câu đó. Nó nói hôm nay nè. Sam. Dịch. Làm ơn. Xanh dịch làm ơn là sao? Tìm ta. Ấy là dịch cái gì? Này này dịch đi. Dịch cái gì mới được? Dịch câu đấy, dịch câu đấy. Dịch đi. Sang Mangang Nagabi Philippines. Good evening Philippines. Cái này là trộm vía. Sorry. À cái này là hình như là Day when we don't understand. Bạn ấy là say. Bạn nó nói cái câu đó nghĩa là good evening Philippines á. À. Say Maganda Gabi Pilipinas. Wow. Right? Say Gabi. Oh, shall we remember our routine we love when she laughs and just stare at when handsome face when we don't understand? Kìa nó cắn ngứa quá. Của anh. Yeah, correct. Amazing. Bali welcome. Bali. Đây, Sam vừa nói câu này, cho nên là bạn ấy trả lời là correct, amazing. Hiểu không? Thì thank you bạn ấy một câu đi. Đúng. Thank you. It's good evening Philippines. Mananga Gabi. Mabuhay hả? No no. Manganda. Cái chỗ ấy. Hello. Hello, good morning. Good evening. I'm Mabuhay. Hello, goodbye. I am also hello, from goodbye your Linh Hill. When was the last time you wearing áo dài? I mean, 1 year ago, I guess. I don't remember. Probably but like, it's a long time. No, she is wearing áo dài like few days ago, right? Quán đọc đó đâu vậy? Yeah. I went
Áo dài. Dạ, đi áo dài bên nước ngoài. Áo dài thì mình cái áo dài này cho áo đúng dài. Chuẩn bởi vì là cái từ tiếng Việt thì là tiếng Việt các bạn ấy không đọc như được. Như kiểu bánh mì ấy, thì mọi người sẽ cố gắng phát âm theo bánh mì. Ví dụ như chẳng hạn như các bạn ấy nói tiếng Việt nhưng mà từ tiếng Anh các bạn không biết nói nó. Các bạn tiếng Anh vẫn phải đọc tiếng Anh và tiếng Việt phải đọc tiếng Việt. Đó là cái từ áo dài. Đúng, áo dài. Có dấu chứ không phải áo dài. Áo dài. We just joking, we're not fighting each other, so we love each other. No. I'm so hurt. Là trái tim, là trái tim, là trái tim. I'm crying. Là trái tim, là trái tim, là trái tim, là trái tim. Trái tim. Cái này đấy. Anh làm đi, anh làm đi. Làm đi. Đây, bây giờ làm, làm. Làm, làm. Have you been here in the Philippines? I was in Bali like 1 week. Wow. Yeah, it's done. No, it's làm not free. Làm gì vậy? Chỉ bạn làm thôi. Cái bạn nó hỏi là Việt Nam, ấy là mình ăn cơm mỗi ngày hả? Do Vietnamese always eat right every meal like the Philippines? Yes. Yeah. We can eat like right every day like not boring it. So. Đây bà. Hai anh tạo trái tim đi ạ. À. Này bây giờ bà ở giữa, bà ở giữa đi. Thôi đi. Ở giữa là chúng ta là trái tim. À, gia đình, gia đình. Em môi mình không thành trái tim đúng không? Gì? Stay safe always, thank you. Anh Vinh trả lời đi, em lỡ làm mất dấu rồi, tuyệt vời. Hello em, Anh Di Thiên An. Rất là lâu được gặp lại em và nói chuyện với em ngày hôm nay. Em có khỏe không? Và chúc em có một buổi tối thật là vui vẻ. Stay step always. Okay. Nói chung là nãy giờ là lắm là 67 phút rồi, rất là lâu rồi. Wow. Và đến giờ là bọn mình mai của Trang mình rất là rộng. Cắm một móc vào đầu đó. Lấy thuốc ra đâu, đứa nào rộng hơn, đứa nào rộng hơn. Rồi, nói chung là cũng cảm ơn mọi người hôm nay đã xem cái livestream này của bọn mình. Và mong rằng là mọi người sẽ thích nó và sẽ thích những bộ phim sắp tới của O2. Sắp tới nhất gần đây đó chính là Chẳng Lọ Lem. Và nhắc lại cho mọi người một lần nữa là ngày 22 tháng 11 sẽ lên sóng trailer chính thức. Yeah. Và ngày 28 tháng 11 sẽ là có tập 1, tập đầu tiên. Và mọi người nhớ đón xem nha. Thank you guys for watching our live stream today. We have a new project on November, yes. Okay. Oh, a new trailer on trend 22 November and we have tập 1 là gì? Episode 1 on November. So please waiting and watching us. Yeah. And remember Like, share, and subscribe our YouTube channel and click the little bell link next to it to notice the next video. So thank you, bye bye mọi người, bye guys, good night everyone, good night Philippines. Là đâu? Tắt hả? Xin lỗi mọi người, bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. My wifi.